một mẫu váy lụa voan rất là xinh dành cho cả chị em đây. Mẫu này là một cái mẫu mà tôi nghĩ rằng là các chị em ai cũng có thể mặc được và nó rất là dễ mặc ấy, vì là từ chất liệu cho đến kiểu dáng của nó thì hầu như là cân tất cả mọi hình dáng luôn. Dáng tay thì là một cái dáng tay ngắn và nhìn cực kỳ điệu như này, phối giữa những cái đường kẻ đỏ đó. Họa tiết của nó thì cũng phối giữa đỏ và đen luôn. Một mẫu váy khá là basic để mọi người có thể mặc và nhìn thoải mái này, và đặc biệt là đi dạo phố, street style hay cả đi làm đều được. Chân váy thì là dáng chữ A và rất là bay bổng như này thôi. Với cái chất liệu lụa voan thì mọi người cũng biết là nó sẽ khiến cho chúng ta tạo cảm rất là thoải mái khi mặc, và đặc biệt là bước đi hay di chuyển thì cũng rất là uyển chuyển nữa. Đó, và thật sự luôn là thời gian vừa rồi thì Phương rất là bận, kiểu phải đi quay phim này kia, nhưng mà vẫn cố gắng là sẽ ra thật là nhiều những cái video review cho mọi người, những cái set đồ đang hot tại Mega Fashion để mọi người vẫn có thể mua sắm được. Đó, nói chung là cực kỳ tâm huyết với cả mọi người luôn. Nên là nếu mà mọi người có bất cứ một cái bức ảnh nào mặc đồ của Mega Fashion thì mọi người hãy gửi vào fanpage để Mega Fashion có thể đăng tải những bức ảnh đó và biết được là mọi người đã có những cái set đồ thật xinh nhá.